Rồi, kính chào toàn thể anh em nhá. Đây là một bài chiến trường. Hôm nay em phải làm một con siêu phẩm. Đây là một cái siêu phẩm mà khách đặt hàng riêng. Từ cả cái clip trước em cũng đã nói với anh em nhiều về vấn đề là tại sao lại có tên là V5 Pro. Nhấn mạnh lại, V5 Pro chính là cái tên do Sơn Loa Audio đích thân đặt riêng cho nó. Cách đây 2-3 năm là Sơn Loa Audio đã đặt tên cho nó vì nó là một đứa con cưng, gần như là một đứa con cưng. Phiên bản phát triển đời thứ 5 cho nên được đặt tên là V5 Version mà. V là Version, V5. Còn nâng cấp lên một cái chi tiết nhỏ thì đặt là Pro, V5 Pro. Thế nhiều bây giờ nhiều anh em trên mạng là muốn bán cạnh tranh cho nên là cứ lấy ăn theo tên V5 Pro mà chả hiểu V5 Pro có cái gì. Chỉ có V5 Pro tại Sơn Loa Audio mới hiện đại và full được tính năng theo yêu cầu của người chơi. Cái bản thân đây này, bản thân anh em nhìn cái đầu này, chả có khỉ gì cả nhá. Một cái đầu trần đi trước có gì cả. Nhưng mà khi anh em lên full, khi anh em lên full thì miễn chê luôn. Em đang làm đây anh em nhá. Em làm bản này thì đấy là cái bản mà được bác khách đặt riêng. Đặt riêng cho nên là bác ấy bảo là đối với bác tiền không quan trọng, mà quan trọng phải làm cho bác phải chất. Tức là phải cái gì mà mọi người không có thì bác ấy muốn có cơ. Đấy, cho nên em đã làm con này rất cực kỳ cao cấp luôn. Từ giải mã cho đến là Bluetooth 4.3 trở lên luôn. Đấy, bản Bluetooth mà để cho tất cả mọi thiết bị đều kết nối được. Và quan trọng là phải có giải mã IC nguồn, IC công suất, IC giải mã đầy đủ. Đấy, nói qua thì anh em biết chứ không phải tự nhiên mà có V5 đâu nha. Nhiều anh em bây giờ là chạy theo trên là đặt cứ cái gì cũng đặt tên là V5 Pro mà có hiểu gì đâu. Chỉ có V5 Pro tại Sơn Loa Audio nó mới hiện đại được. Anh em hiểu chưa? Nó mới hiện thật sự hiện đại được. Bây giờ em bắt đầu mới cấy này. Mới cấy và làm thêm tính năng cho các cụ này. Từ hẹn giờ cho đến là khả năng tự động chơi lúc đi ngủ này. Khả năng hẹn giờ này. Audio in, only, out sub, out tai nghe đầy đủ mọi thứ này. Đấy, các cái bo mạch, các kiểu. Cảm ơn anh em nha. Nói để nhấn mạnh cho anh em một điều là đừng bao giờ ham rẻ. V5 Pro tại Sơn Loa Audio nó mới là cái lò. Và cái tên V5 Pro là cái tên do Sơn Loa Audio đặt, chứ không phải tự nhiên bây giờ cứ chạy theo trên. Cái gì cũng đặt tên là V5 Pro mà chả hiểu cái V5 Pro nó là cái gì. Cho nên anh em đừng có hiểu nhầm. Đừng có chạy theo mấy người kinh doanh buôn bán không minh bạch. Riêng em thì không phải cửa hàng cho nên em là người làm và chia sẻ đam mê, cho nên ai mà đồng đến cái từ V5 Pro là cái tên mà em đặt ra mà đồng đến cái tên đấy là em phải giải thích cho mọi người hiểu. Tên V5 Pro là tên cho em đặt cho chính Sơn Loa Audio làm phát triển lên đời thứ 5 đặt, chứ không phải cái đầu có tên V5 Pro. Đầu là đầu Volkswagen của dòng xe của Đức, được Sơn Loa Audio làm phát triển lên phiên bản đời thứ 5 cho nên đặt tên là V5. Đấy, anh em đừng hiểu nhầm. Nhiều ông bây giờ về cứ đặt tên là V5 Pro mà có hiểu đâu, V5 Pro có cái gì đâu. Thật là dở hơi. Thế nên anh em phải cẩn thận điều đấy nhá. Đừng ham rẻ. Mua con V5 Pro chuẩn tại Sơn Loa Audio thì sẽ có full tính năng đúng như yêu cầu của người chơi luôn. Đây, V5 Pro có làm được thế này không? Đấy, chuyển bài luôn. Đấy, next. Đấy, điều khiển bằng giọng nói luôn, kinh khủng không? Thôi đòi vui thế thôi. V5 Pro là tên do Sơn Loa Audio đặt anh em nhá. Và tất cả nó phải là mọi tính năng nó đều có, chứ không phải mua một cái đầu giống giống thế rồi về đặt tên V5 Pro là chết dở đấy. Đừng ham rẻ.